Golden Field, thương hiệu hàng đầu về vỏ máy tính, nguồn máy tính và quạt tản nhiệt. Các sản phẩm của Golden Field luôn luôn đáp ứng các tiêu chí chắc chắn, an toàn, dễ sử dụng. Vỏ máy tính Golden Field với kiểu dáng độc đáo, khung vỏ dày dặn, kết cấu vững chắc, giảm rung chấn và bền bỉ với thời gian. Nguồn máy tính của Golden Field luôn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện, tiết kiệm điện hiệu quả. Các sản phẩm tản nhiệt của Golden Field với thiết kế thông minh cho lượng gió lớn, chống rung, giảm ồn cùng hiệu ứng đầy màu sắc. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập website patek.com.vn hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ tận tình. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 29 tháng 7 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có cho bản tin ngày hôm nay. Vingroup gấp rút xây nhà máy sản xuất vaccine tại Hòa Lạc. Hàng ngàn máy ATM Bitcoin sẽ được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi Circle K. Huawei cách chức người đứng đầu bộ phận xe tự hành vì nói xấu Tesla. VinFast lắp đặt hơn 8.100 cổng sáng ô tô xe máy điện trên toàn quốc. Toyota ra mắt robot bóng rổ tại Olympic Tokyo, ném bóng y như hack. AC Infinity, trò chơi do người Việt sáng lập và sản xuất, trở thành game NFT, NFT đắt giá nhất mọi thời đại. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Vingroup gấp rút xây nhà máy sản xuất vaccine tại Hòa Lạc. Theo đó, nhà máy sản xuất vaccine của Vingroup là một trong 5 công trình trọng điểm cấp phép được phép hoạt động trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách. Dự án này do công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart, thành viên của tập đoàn Vingroup, đầu tư tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo văn bản do Phó Chủ tịch Hà Nội Dương Đức Tuấn ký vào ngày 27 tháng 7 2021, ngoài dự án nhà máy sản xuất vaccine của Vingroup, còn có 4 nhóm công trình dự án trọng điểm cấp bách khác được phép hoạt động xuyên giãn cách. Để hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 CCT-UBND ngày 23 tháng 7 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án kịch bản duy trì thi công đảm bảo phòng chống dịch. Công trường phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch bệnh đúng quy định và phải thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ hoặc một cung đường 2 điểm đến. Hàng ngàn máy ATM Bitcoin sẽ được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi Circle K. Nhà điều hành máy ATM Bitcoin lớn nhất thế giới Bitcoin Depot đã đưa ra công bố mới rằng đã được quan hệ đối tác độc quyền với Circle K ở cả Hoa Kỳ và Canada. Và như là một phần của thỏa thuận này, hơn 700 máy ATM Bitcoin ở 30 tiểu bang đã được lắp đặt. Giám đốc điều hành Brandon Miles của Bitcoin Depot đang nhắm tới việc lắp đặt ATM của mình hơn 6.000 kiosk thuộc chuỗi cửa hàng tiện lợi Circle K trên khắp Bắc Mỹ vào cuối năm 2021. Để mua tiền điện tử tại một trong những máy ATM của Bitcoin Depot này, khách hàng chỉ cần phải đến một cửa hàng Circle K có hỗ trợ lắp đặt thiết bị. Sau đó thì cung cấp địa chỉ ví điện tử của mình, rồi họ có thể chọn là rút ra tiền mặt hay không. Khách hàng có thể sử dụng máy để gửi tiền điện tử trực tiếp vào ví của họ nữa. Theo Bitcoin Depot, công ty đã cố gắng đơn giản hóa quá trình giao dịch và người dùng có thể đi từ việc đăng ký tài khoản đến hoàn tất giao dịch chỉ trong vòng 1 đến 2 phút. Huawei cách chức người đứng đầu bộ phận xe tự hành vì nói xấu Tesla. Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới 2021 WAIC 2021 kết thúc với trọng tâm là ngành công nghệ lái xe tự hành đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, sự kiện không kết thúc một cách thông thường mà lại có phần đầy kịch tính. Ngay sau sự kiện, Huawei đưa ra thông báo cách chức người đứng đầu đơn vị lái xe tự hành của mình, Sun Jing. Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc sau đó đã đưa ra lời giải thích rằng người đứng đầu cũ đã bị cách chức vì những bình luận không phù hợp liên quan tới công nghệ xe tự lái của Tesla tại sự kiện này. Cụ thể, ông Su từng tuyên bố xe Tesla đang giết người khi đề cập đến các vấn đề liên quan tới tính năng lái tự động đã được báo cáo trong nhiều thời gian gần đây ở Trung Quốc. Đoạn được cho là phát biểu của ông Sun Jing nói về vụ tai nạn của Tesla đã khiến cho ông mất chức như sau. Khi máy móc xâm nhập vào xã hội loài người và có sự cộng sinh của con người, máy móc chắc chắn sẽ gây ra một tỷ lệ tai nạn. Nói một cách khó nghe, nó là giết người. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta muốn giảm xác suất tai nạn của nó xuống càng thấp càng tốt. Nhưng về vấn đề xác suất, đây lại là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. VinFast lắp đặt hơn 8.100 cổng sáng ô tô xe máy điện trên toàn quốc. Gần 6 tháng triển khai, VinFast đã hoàn thiện 8.100 cổng sạc điện cho ô tô xe máy tại 60 tỉnh thành trên toàn quốc, hướng đến con số 40.000 trạm vào cuối năm 2021. Tất cả hơn 8.100 cổng sạc này được VinFast phân bổ tại gần 500 trạm sạc đã được hoàn thiện thi công, lắp đặt tại 60 tỉnh và thành phố trên cả nước. Hiện tại chỉ còn Hà Giang, Bình Thuận và Gia Lai chưa được hãng này triển khai lắp đặt. Hãng đã ký kết hợp đồng hợp tác với gần 700 địa điểm khác trên cả nước. Dự kiến đến hết năm 2021, VinFast triển khai xong giai đoạn 1 với hơn 2.000 trạm sạc, có tổng cộng hơn 40.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các trạm sạc ô tô điện VinFast sẽ được lắp đặt ở các chung cư, bãi đỗ xe tại khu dân cư, trung tâm thương mại, cây xăng, cơ quan công sở, trường học, điểm lưu trú, dừng nghỉ trên cao tốc,
giúp cho chủ xe thuận tiện hơn trong việc sạc điện cho xe. Theo thông tin từ phía VinFast, các trạm sạc ô tô này sử dụng công nghệ AutoCharge chuẩn quốc tế ISO 15118. Cách sử dụng thì dễ dàng, phương thức thanh toán bảo mật và thuận tiện. Các cổng sạc đạt tiêu chuẩn châu Âu CCS2 với cổng DC và Type2 với cổng AC. Hiện tại, hãng này đang lắp đặt 3 loại trụ sạc khác nhau gồm DC 60kW, DC 30kW và AC 11kW. Toyota Rama Robot bóng rổ tại Olympic Tokyo ném bóng y như hack. Người hâm mộ ở bóng rổ khi theo dõi trận đấu giữa hai đội tuyển Mỹ và Pháp đã có cơ hội được chứng kiến cảnh tượng một con robot cao 2,08m bước tới vị trí giữa sân, cầm bóng và thực hiện những cú ném xa 3 điểm hoàn hảo. Mang số áo 95, con robot với khả năng ném bóng rổ tài tình này có tên là CUE, được sản xuất bởi hãng Toyota. Mặc dù không thể lừa bóng hay là bật nhảy như là một cầu thủ thực thụ, thì con robot CUE này có thể ném bóng với độ chính xác gần như là tuyệt đối. Thậm chí một số cư dân mạng khẳng định CUE đã thể hiện kỹ năng các ném phạt, ném 3 điểm với hiệu suất vượt trội hơn so với nhiều siêu sao bóng rổ trên thế giới. Được biết, để có thể thực hiện thành công những pha ném chuẩn xác đến như vậy, robot CUE đã được trang bị tích hợp toàn bộ công nghệ xịn trên người. Điều đầu tiên, các kỹ sư robot tại Toyota đã lắp đặt các bộ cảm biến trên người của CUE giúp cho nó đánh giá chuẩn xác được khoảng cách và hướng rổ. Tiếp theo đó thì công nghệ AI đưa ra các bước phân tích cách thức đưa bóng vào rổ một cách trơn tru. Và khi mà bước phân tích được hoàn tất thì robot sẽ điều chỉnh động cơ trong cánh tay và đầu gối để đẩy bóng vào tọa độ chính xác. AC Infinity, trò chơi do người Việt sáng lập và sản xuất, trở thành game NFT, NFT đắt giá nhất mọi thời đại. Với tốc độ tăng trưởng không thể ngăn cản nổi, thì AC Infinity đã trở thành tựa game NFT đắt giá nhất mọi thời đại với giá trị vốn hóa đạt gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 6.000 tỷ đồng. Đây là niềm tự hào không chỉ của làng game thủ mà còn lan sang tới cả giới công nghệ Việt Nam. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap thì đồng AES của AC Infinity đã tăng trưởng hơn 138% trong vòng một tuần qua, đạt mốc 40,5 đô la Mỹ trên một đồng theo dữ liệu cập nhật tới 17 giờ ngày 26 tháng 7 2021 theo giờ Việt Nam. Tính rộng hơn, trong vòng một tháng qua thì AES đã tăng tới 1.157%, từ mức 3,5 đô la Mỹ trên đồng lên hơn 40 đô la Mỹ trên đồng, và đây là mức tăng trưởng ấn tượng nhất của thị trường crypto trên thế giới trong thời điểm ảm đạm suốt 2 tháng. Với giá trị vốn hóa đạt trên mức 2,5 tỷ đô, AC Infinity đã vượt qua Decentraland để trở thành tựa game NFT đắt giá nhất mọi thời đại tính cho đến thời điểm hiện tại. Thậm chí nếu như so sánh trên bình diện toàn thị trường game, giá trị vốn hóa hiện tại của AC Infinity đủ sức giúp cho trò chơi này lọt vào top những trò chơi đắt giá nhất lịch sử. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.